Nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt mọi người là bộ tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá, hàng siêu VIP. Bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Tuấn ở Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng. Và bên cạnh đấy là một chiếc kệ TV cũng hàng siêu VIP này. Bộ tần thủy hoàng này gồm có 6 món, một đoạn, hai chiếc ghế đơn, một bàn, một đôn bàn và một đôn ngồi. Thì anh Tuấn đã đặt nội thất Hữu Huân cách đây cũng khá lâu rồi. Anh không có thời gian đến trực tiếp tại xưởng, nhưng mà anh vẫn quyết định đặt cái bộ này về cho gia đình của mình. Và nếu mà ai có nhu cầu đặt cái bộ tương tự như anh Tuấn thì vui lòng liên hệ tới chúng tôi qua số hotline là 0988 685 625. Địa chỉ xưởng của chúng tôi là làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và website là noithathiuhuan.com. Thì sau đây xin anh Tuấn và mọi người dành ra một ít phút để nội thất Hữu Huân có thể giới thiệu các thông số kỹ thuật của bộ bàn ghế này. Và để cho anh Tuấn cũng như là mọi người có thể nhìn ngắm bộ bàn ghế từ xa, quan sát bộ bàn ghế từ xa. Đây ạ, đầu tiên em giới thiệu về chiếc ghế đơn. Ghế đơn này thì có kích thước là 1m1, sâu 71 và cao 1m22. Hàng chân đế liền, khuôn 4 ván 2, hai lượt cổ chỉ, cột liền, yếm liền, mai rùa liền cả xoáy và trương liền cả xoáy luôn ạ. Đây mọi người có thể quan sát tổng quát hình dáng, cái dáng của bộ ghế, của cái chiếc ghế bên em dáng cực kỳ là đẹp. Chân uốn cong rất là cong luôn. Và vén đế liền. Mai rùa đây ạ, mai rùa liền, liền cả xoáy, trương liền cả xoáy ạ. Và cột liền hết ạ. Cột liền, khuôn 4 ván 2. Đây là mặt ván cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân và bên em soi hai lượt chỉ trên và dưới, soi chỉ trên và dưới. Và đây là hai lượt cổ chỉ, hai lượt chỉ chạy tứ diện, chạy tròn tứ diện như thế này. Đây, yếm thì bên em đục hoa lá cây, cũng là đục tứ diện cả trước cả sau. Đục cả trước cả sau luôn. Và cổ bên em cũng đục trang trí bằng hoa lá cây. Vách thì dày 2 phân, vách ghế đục phú và quý. Mọi người có thể để ý nước sơn hoàn thiện bên em cực kỳ là đẹp. Sơn hoàn thiện trong veo luôn. Những đường vân này hiện ra này, rõ nét một cách rất là trong. Nước sơn cực kỳ là trong. Sơn cao cấp thế nên dùng mọi người dùng rất là bền màu. Rất là bền màu. Và sơn hoàn thiện thì nhẵn thín luôn. Đây mọi người có thể quan sát này, nhẵn nhụi từng cái chân hoa, từng cái chân của nét đục. Đấy. Bên em hoàn thiện cực kỳ là kỹ. Thì như em đã nói, dù khách ở xa hay ở gần thì bên em vẫn cam kết hoàn thiện và làm chuẩn chỉ bằng cái tâm của người thợ, làm sao cho sản phẩm của mọi người nhận về là sản phẩm đẹp nhất có thể. Dù anh khách có ở xa hay là mọi người ở gần cũng vậy, bên em luôn luôn đảm bảo chất lượng như nhau. Chất lượng như nhau. Hai cái chiếc cột vân rất là đẹp ạ. Vân cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp. Rất là đẹp. Chiếc đôn ngồi có kích thước là vuông 40, cũng đục hoa là cây tứ diện và mặt ván dày 2 phân. Đây mọi người để ý này, rất là sâu, bên em soi rất là sâu luôn. Soi cực kỳ là sâu. Đấy, chứng tỏ mặt ván rất là dày thì bên em mới soi được như vậy. Khuôn tranh dày 4 phân, vẫn là chân vén đế liền từ đôn đến đoạn đến ghế đến bàn. Chiếc bàn này thì có kích thước là 75 x 1m47. 75 x 1m47. Mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió. Những đường đục cực kỳ là nét. Rất là nét và sâu. Bức tranh thuận buồm xuôi gió có ý nghĩa rất là tốt về mặt phong thủy cho gia chủ. Mang đến mọi cầu mong mọi việc tốt lành, công việc thuận lợi đến với gia chủ. Đấy, đấy là ý nghĩa của bức tranh thuận buồm xuôi gió. Và cái bức tranh này thì gia đình nào cũng có thể sở hữu cái bức tranh này. Nó không có liên quan đến xung khắc, đến mệnh của gia chủ, thế nên ai cũng có thể sở hữu cái bức tranh này. Yếm của bàn cũng là đục hoa lạc cây này, rất là đẹp. Và bàn có hai chiếc ngăn kéo, một đằng trước một đằng sau, một ngăn kéo trước một ngăn kéo sau. Đây là đôn kẹp đầu bàn có kích thước là 75 x 40. Mặt đôn thì đục cửu ngư quần hội, chín chú cá đang vui đùa đây ạ. Đục rất là nét và đẹp đây ạ.
Và từng cái vây cá này là bên em đục tỉa lại hết. Thế nên mọi người để ý này, đều tăm tắp, đều như chia luôn. Từng cái vây cá. Và sóng nước này, gợn lăn tăn này, rất là đẹp. Vẫn là chân đế liền, hai lượt chỉ, khuôn 4, ván 2. Chiếc ghế đơn còn lại của bên em đây ạ. Đây em quay gần cho mọi người có thể quan sát cái chân vén, chân đế liền này. Chân đế liền này thì đòi hỏi thợ có tay nghề phải cực kỳ là cao mới làm được. Tại vì làm không cẩn thận là dễ bị bong cái này ra này. Nhưng mà cái này là làm vừa cong này, vừa thắt vào đây, thế nên tạo ra cái dáng ghế vô cùng mềm mại, rất là mềm mại và sang trọng. Chỗ này liền hết, dùng không bao giờ lo nó bị bong ra, tại vì cái này là liền, hàng liền. Hàng liền ạ. Khuôn dày 4, ván dày 2, hai lượt chỉ. Vẫn là mai rùa liền và vách đục chữ phú ạ. Vách đục chữ phú ạ. Đấy, những cái đường bụi này, những cái đường bụi bên em lau đi là sạch. Và vẫn là cột liền. Cột liền. Nước sơn cao cấp nhất của Đài Loan, thế nên những cái đường vân hiện lên trong veo. Trong veo. Rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Và màu này kê vào trong phòng khách thì phải nói là rất là sang. Màu này rất là sang trọng luôn. Tiếp theo, cuối cùng là chiếc đoạn. Đoạn này thì có kích thước là 2m57. 2m57, sâu 71 và cao 1m22. Vẫn là hàng liền hết, liền khối, khuôn 4 ván 2, vách 2 phân. Mai dù liền, cột liền, trương liền. Trương liền xoáy á. Cột liền hết. Mai dù liền. Đấy, mai dù liền. Và bản dày, bản cực kỳ là dày dặn và rất là cong. Mai dù rất là cong và bản dày dặn. Khuôn 4 ván 2. Đấy, khuôn 4 phân. Rất là dày. Và yếm bên em đục tứ diện. Nước sơn thì hoàn thiện, vô cùng cao cấp. Rất là cao cấp. Khuôn tranh thì cong nhẹ theo mặt yếm, tạo nên cái dáng ghế vô cùng là đẹp. Và đoạn này có 8 chân, 4 chân trước và 4 chân sau. 4 chân trước và 4 chân sau. Vẫn là chân vén đế và đục hết này. Mọi người có thể để ý các ô đục của bên em này. Cách một ô bên em đục một ô trang trí, thế nên tạo ra cái mặt, tạo ra cái tổng thể bộ bàn ghế vô cùng là đẹp. Dáng ghế thì rất là mềm mại, vách lưng thì siêu cong. Mọi người nhìn kỹ cái vách lưng bên em này. Cột cong, vách lưng siêu cong luôn. Thế nên toàn bộ cái dáng ghế vô cùng cân đối. Và vân là vân tuyển chọn, hàng tuyển chọn vân loại 1. Không có vết, không sâu xia gì hết. Đấy. Ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Và bộ này lên màu phải nói đều màu đến 98%. Gỗ đều màu đến 98%. Rất là đồng đều và vân cực kỳ là nét và đẹp. Những đường đục bên em đục cực kỳ là sâu, vách dày dặn này. Vách rất là dày và đục rất là sâu luôn. Đục cực kỳ là nét, sắc nét đến từng chi tiết. Chữ lộc này. Và cuối cùng là chữ phúc này. Đấy, vân đẹp quá là đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp. Hàng liền hết. Rất là giá trị, hàng siêu VIP. Nước sơn vô cùng cao cấp. Nếu mà ai có nhu cầu sở hữu bộ này về cho gia đình của mình thì liên hệ ngay tới Nội Thất Hữu Huân. Số hotline bên em là 0988 685 625. Cảm ơn anh Tuấn và gia đình đã tin tưởng Nội Thất Hữu Huân và ủng hộ chúng em. Thay mặt nhân viên trong xưởng thì Nội Thất Hữu Huân xin kính chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và mọi sự được như ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.